xin cảm ơn phần trình diễn của mấy bé. Và trong những ca từ mà các bé vừa hát có đoạn hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Sẽ nghĩ tụi con xem trung tâm thí dụ như gia đình thứ hai của mình, vì ở đây tụi con cảm nhận được sự thấu hiểu và yêu thương như vậy. Khi tiếp nhận nguồn năng lượng chân chánh đó trong khoảng thời gian vừa qua, con nghĩ là bé Bảo Ngọc sẽ có nhiều điều muốn chia sẻ với và cảm ơn. Con xin được mời bé Bảo Ngọc bắt đầu nghi thức đáp đền của mình. Xin mời bé. Đầu tiên là con muốn xin lỗi mẹ là tại có nhiều khi con làm mẹ buồn, với lại có những lời nói làm mẹ đau lòng, với lại là con cũng cảm ơn mẹ gì đó sinh con ra với lại với thân hình béo bở. Đã nuôi dạy và chăm sóc cho con. Con xin hứa là sẽ cố gắng tự lập để chăm lo cho cuộc sống của mình, rồi mai sau quay về lo cho mẹ chứ không phải để cho mẹ lo cho con. Cảm ơn cô vì đã đồng hành cùng con, với lại giúp con sửa những thứ xấu và giúp con học tập và sửa được bản thân, cũng như là càng ngày càng thăng tiến bản thân mình hơn. Và cũng xin lỗi cô vì những lần con nghịch ngợm, con quậy phá, với lại là có những khi bực bội không đúng. Nói chung là con cảm ơn cô.